Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, người phụ nữ sau đây đã sớm có cho mình một gia đình yên ấm, một người chồng yêu thương. Thế nhưng, khi cuộc sống hôn nhân bắt đầu cũng là lúc bộ mặt thật của gã chồng lộ ra. Hắn bất chỉ thử đủ trò biến thái, chỉ quyết định ly hôn để rời khỏi gã chồng khốn nạn. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng sau đó mọi tấn bi kịch đã ập đến với chị. Chi tiết của sự việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kết hôn năm 2007, 7 năm chung sống là 7 năm cuộc sống của chị như trong địa ngục bởi sự bạo hành vũ phu từ người chồng của mình. Chồng chị là Nguyễn Hải Phờ, sinh năm 1976, hiện đang là giám đốc của một công ty nhỏ ở Hà Nội. Không ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài lịch lãm của một giám đốc lại là một người chồng vũ phu đến đáng sợ. Chị L kể, cuộc sống hôn nhân của tôi 7 năm qua là địa ngục mà tôi không muốn nhớ đến. Chồng tôi luôn chửi rủa, đánh đập và lăng mạ tôi, thậm chí còn cấm mọi quyền làm người của tôi nếu tôi có làm gì trái ý anh ấy. Hồi tôi mang bầu cháu thứ nhất, anh ta đánh tôi đến chảy máu đầu, phải khâu mấy mũi. Lúc đó tôi cũng chán nản, muốn chia tay, nhưng nghĩ cho con sắp chào đời. Hơn nữa, anh Phờ luôn miệng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm, nên tôi tha thứ. Nhưng không ngờ, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Những lần bị anh Phờ đánh, chị L nhẫn nhịn, chịu đựng, bởi chị chia sẻ. Mình là mẹ, chỉ mong các con được sống trong sự bao bọc và yêu thương của cha mẹ. Hơn nữa, đánh vợ xong, anh ta lại tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi, xin lỗi đủ kiểu, nói những lời ngọt nhạt như chưa có gì xảy ra, khiến mình phải mềm lòng mà tha thứ. Con Dung xéo lắm cũng hoằng, chị L không thể ngờ được rằng chồng của mình lại là một kẻ vô cùng đáng sợ. Nhiều lần đánh đập vợ ở nhà không thỏa mãn, chồng chị còn cắt quần áo, bắt vợ mình trần truồng ở nhà trong những ngày đông giá rét. Kinh khủng hơn khi anh Phờ gửi mail đến tất cả những đồng nghiệp của vợ mình để khủng bố tinh thần bằng cách nói xấu, bịa chuyện và chửi rủa chị L. Thậm chí anh ta còn đến nơi làm việc của vợ mình để đánh đập, chửi bậy vợ mình ngay trước mặt bao nhiêu người trong cơ quan. Bị làm phiền quá nhiều lần, những đồng nghiệp của chị Nguyễn Tuyết L tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội buộc phải gửi đơn trình báo tới Công an phường Thanh Xuân Trung để nhờ can thiệp khi có những sự việc tương tự xảy ra. Chăm sóc chị L trong bệnh viện, bà Đào Thị M, mẹ đẻ của chị L rơm rơm nước mắt khi kể về đứa con tội nghiệp của mình. Nó chịu khổ nhiều quá, mọi người luôn nói sao để sự việc thành ra như vậy mà không chịu ly hôn. Nó chỉ bảo là mong chồng sẽ sửa đổi. Thế mà giờ ly hôn rồi, chồng nó còn đánh cho đến mức nhập viện. Tôi thương quá mà không biết làm sao. Biết cuộc hôn nhân của mình không thể có kết cục tốt đẹp. Nuốt nước mắt vào trong, chị L đã đưa đơn ra tòa để giải thoát cho chính mình. Tháng 2 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho hai anh chị ly hôn và phân chia tài sản rạch ròi. Theo đó, chị L có quyền nuôi đứa con đầu là cháu Nguyễn Minh Chờ, sinh năm 2010, còn anh Phong sẽ được nuôi cháu Nguyễn Tuấn A, sinh năm 2007. Hai chiếc xe máy của gia đình anh chị đều đứng tên anh Phờ trên giấy tờ nên được chia cho mỗi người một chiếc. Thế nhưng, không chấp nhận bản án của tòa, anh Phờ tiếp tục có những hành động ngông cuồng với vợ và con mình. Chị L đón bé Chờ đi học về thì anh Phờ nổi đóa lên, không cho vợ nuôi con mặc dù đã có phán quyết của tòa án. Anh ta chửi mắng những người trông trẻ rồi đe dọa khiến chị phải sống nhờ vào sự đùm bọc của ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm và Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Không những thế, anh ta còn thuê dân xã hội theo dõi hành tung của vợ mình và liên tục nhắn tin đe dọa, tao sẽ giết mày. Kể về chuyện này, chị L ứa nước mắt. Chị không thể ngờ được chồng mình lại là một người không biết phải trái, đánh đập chị ngay giữa đường phố, đến mức chị phải nhập viện. Hôm đó là ngày 3 tháng 5, tôi đang mua cây hoa ở đường Hoàng Hoa Thám, thì anh Phờ và hai con trên xe taxi đi qua trông thấy. Anh ta dừng xe rồi xuống đòi tôi cái xe máy mà anh ta cho rằng là của mình. Biết tính chồng cũ, tôi làm theo răm rắp. Nhưng mới nói vài câu, anh ta liền cầm mũ bảo hiểm đánh tôi vào đầu, rồi bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Người dân xung quanh phải vào can ngăn anh ta mới buông tha. Mọi người hồ hoảng nhau, nhanh chóng đưa tôi nhập viện. Vì lúc đó tôi dường như bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Chị đau đớn kể lại, sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đang thụ lý.
đại diện cơ quan cảnh sát điều tra quận Ba Đình cho biết, hiện chúng tôi đang điều tra sự việc, phải chờ chị L khỏe hơn để lấy lời khai, đồng thời có kết luận của bệnh viện về sức khỏe của chị L để biết bị ảnh hưởng như thế nào. Chắc chắn trong vài ba ngày tới, chúng tôi sẽ có kết quả điều tra sự việc để chị L cùng gia đình an tâm sinh sống. Tôi không mong gì hơn là được bắt đầu cuộc sống mới, được nuôi bé chờ theo đúng phán quyết của tòa. Chồng tôi không biết còn làm những chuyện khủng khiếp nào nữa. 7 năm qua, tôi đã chịu nhiều cay đắng rồi. Vừa nói, chị L vừa xót xa, đau đớn. Tiếp theo là việc clip bé trai 10 tháng tuổi ở Thái Bình bị một cô gái trẻ ở nhóm lớp mầm non sao Việt nhét rẻ vào miệng, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Người quay nói rằng mình bị đe dọa, còn chủ cơ sở mầm non lại sợ bị chặn đánh giữa đường. Sự việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình cho biết, ngày 29 tháng 6 đã nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội với clip có liên quan đến lớp mầm non độc lập sao Việt có địa chỉ tại số 56 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong để điều tra, xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung xuất hiện trong clip. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố khẩn trương nắm bắt để có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định. Trao đổi với phóng viên, anh HV Quờ, 35 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, là bố của cháu bé cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, do gia đình neo người nên vợ chồng anh phải gửi cháu vào lớp mầm non tư thục sao Việt. Lúc đầu cháu khá thân thiện với cô giáo, nhưng thời gian sau gia đình thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ, đêm ngủ hay giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc. Gia đình có hỏi các cô thì được biết ở lớp con vẫn ngoan, ăn tốt, cho đến khi được xem video mọi người chết lặng. Anh Quờ bức xúc. Theo anh Quờ, gia đình có được đoạn video này là từ một cô giáo khác cũng làm việc tại lớp mầm non tư thục sao Việt. Hiện cô này đã nghỉ việc, quay lại bằng điện thoại cá nhân. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu con mình bị bạo hành, gia đình anh Quờ đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cho cháu nghỉ đến lớp. Cũng theo anh Quờ, sau khi sự việc bị phát giác, bà LTHG, chủ cơ sở mầm non đã tìm đến nhà để xin lỗi, mong gia đình bỏ qua không làm lớn chuyện. Nhưng gia đình không đồng ý, kiên quyết đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, xử lý trách nhiệm người bạo hành trẻ. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong cho hay, lớp mầm non tư thục sao Việt từng bị phạt đình chỉ do chưa đủ điều kiện hoạt động. Sau này, cơ sở hoàn thiện thủ tục nên thành phố đã chấp thuận quyết định thành lập lớp mầm non tư thục cho nhóm lớp cách đây hơn 1 năm. Chị VDL, người đăng tải clip này giới thiệu. Trước đây mình từng làm việc tại nhóm lớp mầm non này. Chị chia sẻ sự việc để lên án hành động của người phụ nữ được chủ nhóm lớp nhờ hỗ trợ mình, cũng như nhóm lớp mầm non này. Ngày hôm nay em viết ra bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều, em có nên đưa ra pháp luật để trừng trị bạn kia hay không? Tuổi bạn còn quá trẻ và bạn còn là con gái. Nhưng đến 23 giờ tối ngày 27 tháng 6 năm 2021, em nhận được cuộc gọi và tin nhắn đe dọa. Nhiều người xem clip nói rằng em thương cháu mà lại để cho bạn trong clip làm như thế, không ngăn cản. Lúc đó em chỉ làm công ăn lương tại đấy, em đã có can nhưng không dừng lại. Theo như chị L chia sẻ, đoạn clip được chị ghi lại vào lúc 10 giờ 34 phút ngày 4 tháng 5, đến ngày hôm nay mới đăng lên vì lo sợ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và công việc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.